Như vậy, thọ thanh tịnh nên tưởng thanh tịnh, tưởng thanh tịnh nên thọ thanh tịnh, lần lượt cho đến trí đạo tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết tướng thanh tịnh, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí đạo tướng thanh tịnh. Vì sao? Vì trí đạo tướng thanh tịnh cùng với trí nhất thiết tướng thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa, thiện hiện, bát nhã và la mật đa thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa thanh tịnh hoặc sắc thanh tịnh hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Như vậy cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh nên trí nhất thiết tướng thanh tịnh, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa thanh tịnh hoặc trí nhất thiết tướng thanh tịnh hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Như vậy cho đến trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì trí nhất thiết tướng thanh tịnh hoặc sắc thanh tịnh hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Như vậy cho đến trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí đạo tướng thanh tịnh, trí đạo tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì trí nhất thiết tướng thanh tịnh hoặc trí đạo tướng thanh tịnh hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa, thiện hiện, trí nhất thiết trí thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì sao? Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh hoặc sắc thanh tịnh hoặc bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Như vậy cho đến trí nhất thiết trí thanh tịnh nên trí nhất thiết tướng thanh tịnh, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì sao? Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh hoặc trí nhất thiết tướng thanh tịnh hoặc bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Cho đến trí nhất thiết trí thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Vì sao? Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh hoặc sắc thanh tịnh hoặc trí nhất thiết tướng thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Như vậy cho đến trí nhất thiết trí thanh tịnh nên trí đạo tướng thanh tịnh, trí đạo tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Vì sao? Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh hoặc trí đạo tướng thanh tịnh hoặc trí nhất thiết tướng thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa, thiện hiện, hữu vì thanh tịnh nên vô vì thanh tịnh, vô vì thanh tịnh nên hữu vì thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu vì thanh tịnh hoặc vô vì thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa, thiện hiện, quá khứ thanh tịnh nên vị lai hiện tại thanh tịnh, vị lai thanh tịnh nên quá khứ hiện tại thanh tịnh, hiện tại thanh tịnh nên quá khứ vị lai thanh tịnh. Vì sao? Vì quá khứ thanh tịnh hoặc vị lai thanh tịnh hoặc hiện tại thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt.